Xin chào các bạn. Đây mình có cái cây ổi cũng khá là to, nhưng do mình trồng ở cái chậu hơi nhỏ thì hôm nay mình phải thay cho nó cái chậu khác. Không thì cái cây mà to quá mà khi chậu nhỏ thì nó không đủ chất dinh dưỡng. Nuôi cây thì cây nó sẽ bị còi cọc. Thì hôm nay nhân tiện mình phải thay chậu thì mình làm clip chia sẻ luôn đến các bạn một chút kinh nghiệm. Đây thì cái cây ổi mình rất là to mà lại trồng thêm một cái cây cherry ở dưới, thì mình không tiện tách hai cây ra, mình để chung hai cây thì mình phải làm cho nó vào một cái chậu to. Đây thì cái chậu này của nó là chậu nhựa, thì cũng được 2 năm rồi thì cái nhựa này nó đã bị vỡ rồi, nên mình cậy nhẹ nó bung ra. Đấy thì mình sẽ cậy bớt ở cái mép này lên ra, sau đó mình sẽ nhấc cái bầu đất này ra nhé các bạn. Cái cây này khá là to thì trước khi thay chậu thì ta phải không tưới nước. Đây, không tưới nước có một buổi mà cây đã héo rồi các bạn. Đấy, bước tiếp theo là sẽ phải nhấc cái bầu đất này ra khỏi cái chậu. Khi cái cây của mình nó trồng được thời gian nó dài và chậu nhỏ nên là rễ nó đã đâm xuống phía dưới rồi. Nên bây giờ mình muốn gỡ chậu ra mình phải cắt cái rễ ở phía dưới đi. Đây thì mình đã tháo xong được cái chậu cũ ra rồi. Đấy thì hôm nay là mình chia sẻ là cách thay chậu cho cây to nhé các bạn. Đấy, đây là bình thường thì thay chậu cho các cây nhỏ, nhưng mà đây cây của mình nó to rồi mà chậu nó nhỏ so với cây nên mình phải thay. Đây thì mình dùng cái chậu có vành vành nó 80 và cho một ít than tổ ong phía dưới. Xong cho một ít phân chuồng xuống phía dưới. Sau đó ta sẽ đổ một lớp cát lên các bạn.
Và bước tiếp theo ta sẽ mình sẽ nhấc cái chậu cây vào nhé các bạn. Sau khi mình đã cho đất vào trong cái chậu thì mình sẽ ở hai bên mép này mình sẽ để hở một chút để khi mình tưới nước nó sẽ không tràn ra ngoài nha các bạn, nó sẽ chỉ ở trong chậu thôi. Thế sau khi trồng xong thì tưới lại cho cây một vài giọt nước để cho cây nó hồi lại, tại vì do là mình đã cắt nước để cho nó cái chậu nó khô thì mình gỡ ra thì dễ các bạn. Đấy thì bây giờ mình đã thay cho chậu xong. Cái chậu này của mình là vừa trồng được cả cây ổi, vừa trồng được cả cây cherry. Cây ổi cũng rất to rồi. Thì mình tận dụng cái khoảng không trên sân thượng chật hẹp thì mình sẽ làm cho cái cây ổi nó hơi nghiêng ra phía ngoài thì để cho cái cây cherry nó sẽ lên thẳng. Đấy thì hôm nay mình đã chia sẻ cách thay chậu khi cây đã lớn. Đến đây mình xin tạm dừng video, các bạn xem thấy hay có hữu ích nhớ like và chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.